Lớp học bất ổn tập 7. Hello mọi người, lại là mình ta Tân Cảm Mầm đây. Hôm nay mình sẽ quay video dùm em Hân nha. Tại em Hân bị chảy máu chân nên em Hân không thể xuất hiện trong video này, nên các bạn thông cảm nha. Và mình kiểm tra bình luận, trong video lớp học bất ổn tập 6 thì có một thành viên mới vào. Chào các bạn, mình là thành viên mới trong lớp học bất ổn nè. Thôi ba anh ta Tân Cảm Mầm nha. Ba em. Thôi ba mọi người nha.